tôi đã đến Time City, nhà của Hoàng. Hoàng có tất cả căn phòng nhé. Đấy, ví dụ các bạn muốn mở phòng này đúng không? Hoàng mở đi. Đấy, Hoàng mở cho nhé. Đấy, nghĩa là các bạn chọn bừa một căn phòng nó có thể mở được. Mở được hết. Và tất cả ở đây đều là nhà của nó nhé. Vào thoải mái mọi người ơi. Ai mà không có nhà là có thể đến Hoàng tặng cho một căn. Mr. Beat Việt Nam mà. Mẹ thằng chó. Hôm nay mình sẽ mang đống anh này. Rất là kinh nhá các bạn nhá. Rất là vâng. Tao đố biết tao là ai. Là Trung Tình đây. À. Trung Tình ngáo đá anh kìa. Hôm nay là đi ăn đêm. Hiện tại là bọn tôi đang ở quán nét. Em quân em ý ăn lắm, em ý đói. Uầy, khá thơm, để tôi ăn phát mọi người. Ăn phát nha, đây là Dũng Trịch. Vẫn chưa có cơm để ăn. Đói lắm. Cười lên mà. Em ngủ ngáy lắm các bạn ơi. Chúc tỉnh nhá. Bọn tôi đi ăn sáng. Đây mới là bữa cuối cùng trước khi bọn tôi đi Trung Quốc. Hôm qua là bữa demo thôi. Rất có thể đến sân bay lại ăn cũng chưa biết được. Mồm mép tép nhảy. Sau đó thì bọn tôi đi ăn và tôi thì cũng không quay. Bởi vì là mới ngủ dậy người ngáo lắm. Bọn tôi chuẩn bị đi sang sân bay. Hiện tại đang có 6 người ở đây rồi. Trong cái chuyến bay này sẽ có 9 người đi. 3 người còn lại sẽ phải tự lo cho chính mình. Tới sân bay thì bọn tôi rất là nhanh chóng gặp được anh Duy với cả những người còn lại. Bởi vì là bọn tôi đến muộn. Mấy anh em này là cũng khá đúng giờ. Nói chung là cũng đầy đủ anh em rồi. Một chuyến đi rất là thú vị. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong và đã nhận được vé. Bọn tôi có thể lên máy bay an toàn rồi. Chiu. Gọi là trải nghiệm thú vị nhất ở trên máy bay mà các bạn cần phải trải nghiệm, đấy là đi ỉa ở trên máy bay. Không gian thì khá là tối tăm và riêng tư, mỗi tội là hơi hẹp một tí thôi. Lần đầu tiên đặt chân đến đất nước Trung Quốc anh ạ. Đoạn này thì anh Duy có bảo là đi máy bay anh ý ngồi cạnh một cái bạn học tập ở Trung Quốc và làm việc tại Trung Quốc. Và bạn ý cũng có gợi ý cho một số món ăn cũng như là một số địa điểm nên đi khi mà bọn tôi tới Thượng Hải. Hiện tại mới ở Quảng Châu thôi và sẽ phải thêm một chuyến bay nữa để bay đến Thượng Hải. Guangzhou. Nhóm Hyper Squad đang đái nhá mọi người ơi. Dương 404 đã bị giữ lại nhá mọi giữ người. Giữ lại ở cửa khẩu như bọn tôi đoán. Bọn tôi đoán khá là chính xác. Tại vì nó đi ở mọi nơi nó đều bị giữ lại. Máy quét nào nó cũng tít 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 tít. Máy quét người Thanh Hoa. Dương đã được giải cứu. Ở sân bay thì nó có một cái máy vắt cam tự động. Bọn tôi thấy lạ quá cho nên là thằng nào cũng thử order một cốc xem như nào. Mà giá khá đắt đấy. Cậu Dương với cậu Duy Lê lại bị giữ lại rồi mọi người ơi. Bây giờ bọn tôi lại phải đợi một tí. Cái team này cứ bị giữ lại liên tục. Chính tôi cũng bị giữ lại tại cái chốt kiểm dịch. Nhưng mà lại không quay được. Anh em có thể xem vlog của Cú Tú để xem cái cảnh đấy nhá. Tôi không biết nó có quay hay không. Thời tiết hơi nhức đầu mọi người ơi. Tôi và Hoàng và Camlot là người đến khách sạn đầu tiên. Hoàng dẫn đi ăn tôm hùm đất nhưng mà Hoàng nó bảo hình như đóng cửa rồi. Bọn tôi vào cái cửa hàng này đúng lúc nó chuẩn bị đóng cửa hay sao ấy. Nó tắt hết điều hòa mà bọn tôi đi Thượng Hải đúng cái lúc trời nó cũng nóng. Cảm giác người oi ơi là oi. Anh Duy đang đàm phán để tính tiền taxi. Giao tiếp hài quá mà. Thập tử đi, nó thấy nó thập tử đấy. Chịu à? Mang mẹ cả dây tập đi tập ở Thượng Hải là thế đéo nào nhỉ? Khi mà đã tập hợp anh em đông đủ thì lúc này là cũng 12 giờ rồi. Nhưng mà bọn tôi vẫn phải đạp xe đi để tìm quán ăn. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn tôi đến cái thành phố này lại là phải cố đuổi theo thằng Hoàng nhá. Thằng nào không đuổi theo được ấy là cút luôn. Đấy, đạp nhanh phát. Anh Duy đi từ từ nha anh Duy. Lanh quanh một lúc thì bọn tôi tìm được một quán tôm hùm đất. Anh em có thể thấy là decor của Trung Quốc nó màu đỏ chót. Từ nhà hàng cho đến gọi là đồ ăn, nó toát lên một cái vẻ rất là cay và tê. Rất ngon nha mọi người ơi. Rất nhiều đồ. Tôi ăn đây. Hiện tại là bọn tôi vừa đi ăn tôm hùm đất về. Thằng nào môi miếc là cũng đỏ như ao. Camlot tắm đi. Bác tắm chưa đi, bác lạnh quá. Mẹ bác tắm chưa để các con ở ngoài nhìn à?
Đây nhá, để tôi giới thiệu cho các bạn. Cái chỗ này nhà tắm nó lại như này. Thậm chí không khóa được cửa, nhà tắm nó như này. Để nhòm vào được. Cái này đã là gì? Khi mà mình đứng đây mình nhòm vào là người bên trong sẽ phát điện đúng không? Nhưng mà không, đây cái này còn kinh hơn. Đấy là đứng từ góc độ này là nhìn thấy hết. Đấy, và đây chính là giường của thằng Hoàng. Bọn tôi đã dậy và bây giờ bọn tôi sẽ đi ăn. Dậy rất là sổ mũi. Bọn tôi đang đi tìm đồ ăn sáng. Nhưng mà thực chất nó là đồ ăn trưa. Tại vì bây giờ là 10 giờ ở Trung Quốc rồi. Đồng nghĩa với việc là 9 giờ ở Việt Nam. Đi ăn sáng này thì chỉ có phòng tôi đi thôi. Phòng tôi là gồm có tôi, Camlot với cả Hoàng. Bọn tôi tìm được một cái quán rất là gian đum trên mạng. Vào trong thì tôi cũng gọi một cái món rất là gian đum ở trên menu thôi. Anh em làm mẹ bữa mì với cả bữa bún cay vẽ ra. Mà đây chỉ là mức cay nhẹ. Trung Quốc người đậm la lắm. Cái chị kia, chị chủ quán ăn ở bên kia, chị cũng xong rồi chị cũng xịt xoạt lắm. Nhưng mà hình như cấp của chị là rất cay. Bao tiền đấy? Khoảng 100.000 Cay quá mọi người ơi. Không ăn nổi. 160 tệ. À nhầm, 160.000. Tôi vừa tiêu mất. Quỹ nhóm nghèo của tôi là 160.000. Giải thích cho anh em là quỹ nghèo gồm có tôi và Tú sẽ được sử dụng tiền trong cái quỹ đấy do chính Hoàng tài trợ. Và cái số tiền mà nó tài trợ cho bọn tôi cũng không biết là còn bao nhiêu. Nhưng mà thôi kệ, cứ tiêu thôi. Vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ. Ở đây là có xúc xích với cả cái bánh. Quay video không quay được. Nãy vào trong thì không được quay video. Ôi nhưng mà xúc xích thơm cực. Bao tiền ở chung nhờ? 55 tệ. 55 tệ là tầm 170. Mua mẹ 108 tầm đấy. Trời hiện tại đang rất là nắng. Nắng hơn Hà Nội. Và mọi người lại đang chuẩn bị đạp xe đạp để đi đến trung tâm thương mại. Nói chung cũng khá gần nhà, cách khoảng 1 cây thôi. Khéo còn chưa đến. Còn tôi đang đợi để ăn kem. Cảm ơn là nhận được phần kem của đấy, mình rồi. Hạt rẻ cười. Hạt rẻ cười, cười ha. Trong lúc mà bọn tôi đi ăn kem thì thằng Dương nó đi ăn trưa. Đây, gọi ra một đống đồ. Xong rồi nó cũng chả ăn. Vẫn còn nhiều đồ ăn lắm. Đây, đồ ăn đều thằng Dương nó trả hết tiền rồi. Và mình chỉ việc vào ăn thôi mọi người. Tôi rất muốn ăn để cho đỡ lãng phí. Nhưng bọn này quá lãng phí cho tôi. Đừng dậy tiếp đấy. Tiếp tục là những cái cảnh đường phố. Tôi nói thật là chắc là mấy cảnh này quay quá chán rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải quay để tôi thuyết trình. Đó là bây giờ bọn tôi sẽ qua đại lộ Nam cái gì? Đại lộ Nam Kinh cái gì ấy. Thằng Hoàng nó lừa bọn tôi đạp quả xe 10 cây để đi đến đây. Sau nó lừa thêm tiếp là lại phải đi bộ 3 cây nữa để vào trung tâm. Quá mệt mọi người. Anh thấy như thế nào sau buổi đạp xe này? Trông anh sẽ ăn được nhiều thứ đấy. Tôi đang quay cả vlog nha mọi người ơi. Đây, ở trong vlog thì đây tôi đang like cả chim nha mọi người ơi. Ở đằng kia là một chỗ rất là sầm uất và bọn tôi chuẩn bị lên đấy. Lúc này thì bọn tôi đang bị lạc mất cái nhóm kia. Nhóm bọn tôi là gồm có 4 người. Lạc mất cái nhóm 5 người. Cái nhóm đấy đi trước nhưng mà đi nhanh quá. Ra bọn tôi đến đây là ú a ú ớ. Chẳng biết là mấy anh em kia ở đâu. Bọn tôi đã tìm được 5 con lợn còn lại rồi nha. Đi mệt quá dừng lại xong không nói gì. Là bọn tôi đi thẳng tiếp. Chịu. Anh Duy thì đi ỉa mọi người ạ. Buồn ỉa quá. Sau khi tập hợp đông đủ thì bọn tôi quyết định là đi ăn. Đáng nhẽ là định lên Handy Lao để ăn ở trên tầng 5 của cái tòa nhà này. Thì bọn tôi lại đi nhầm xuống tầng 4. Khá là hài. Vào bắt ngồi cả bàn. Ngồi cả vào bàn rồi. Họ bê cả nho ra rồi. Lại phải xin lỗi họ để lên tầng này. Và kinh nhất nhá là kinh nhất là Camlot đi ỉa ở trong nhà người ta rồi. Yes. Một cốc. Đang làm tí Handy Lao nhưng mà là Handy Lao của Trung Quốc nha mọi người. Nói chung là đồ cay lắm. Bọn này nó chơi trò chơi là ăn đồ giật phải rất cay. Và không được ăn đồ không cay. Đấy. Sau khi ăn xong thì bọn tôi tiếp tục xuống đại lộ Nam Kinh để đi dạo. Thì đi qua một cái chỗ rất là nhiều bảo vệ. Hóa ra là ở trên này có một cái lễ hội gì đó. Xong còn có cả ca sĩ rồi hát hò. Nói chung là cũng không biết là lễ hội gì. Được cái là tôi quay thì người ta cũng không ngăn cản tôi. Nhưng mà thôi, mấy cái tiết mục này thì cũng chán lắm. Đến cái tiết mục khác đi. Hiện tại bọn tôi đang ngồi ở một cái cafe ngoài trời. Có thể đoạn này sẽ có thể cho vào vlog hoặc là không. Thế nên là hãy nhớ like và đăng ký kênh nha. Tú nói gì đi. Đăng ký giúp tôi khổ quá.
nó bảo đăng ký giúp con, các bố ơi, con khổ quá. Kênh Sanak nha mọi người, search là Sanak Hyper Squad thì sẽ ra. Ở Thượng Hải này thì có một cái văn hóa khá là hay, đấy là xe ô tô phải nhường đường cho những cái phương tiện nhỏ hơn. Ok, thank you. Họ nhường, họ bảo đi. Ok. Hiện tại là bọn tôi không còn là bọn tôi nữa, có tôi với Hoàng thôi. Mọi người thì đặt xe về nhà, sau đó mới đi ăn một cái gì đấy. Ở đó bọn tôi là sẽ đi ăn một cái gì đấy rồi mới về. Hiện tại Hoàng thì đang hết pin, cho nên là phải vào một cái quán để hỏi người ta xem có sạc không để sạc nhờ. Tôi biết là các bạn sẽ thắc mắc tại sao Hoàng nó cứ chăm chăm vào cái điện thoại. Từ lúc ngồi ngoài đường cho đến khi tới quán ăn rồi nó vẫn làm như vậy. Bởi vì là nó đang phải lo cho một cái việc rất là quan trọng. Chỉ vài ngày nữa thôi là nó đã phải bay về Hà Nội rồi. Thế nên là anh em muốn xem bọn tôi sinh tồn khi mà không có người dẫn đầu như thế nào thì hãy xem tiếp video. 5 giờ sáng bọn tôi mới ngủ và bây giờ là 1 giờ chiều vẫn ngủ chịu à? Quá là nhiều lần ỉa quá là nhiều quá nhá. Vừa ỉa xong không biết là người ở nhà mà vừa chơi ỉa phát à. Một ngày trước khi mà vào trong cái phòng này ấy, phòng này là phòng anh không, phòng mày đúng không, phòng 336 à. Thì đó ấy, là của phòng của bọn em. Đoạn này thì em Quân là đang kể chuyện ma, kể chuyện kinh dị ở trong phòng. Em ý là em ý phát hiện ra là một con ma nhá mọi người ơi, một con ma vú dài. Cô bà ngồi như này này. Mẹ thật không đấy? Tóc trắng trắng đúng chỗ giường anh Duy. Anh sợ quá. Rồi em có anh Duy ơi, có cái bóng. Có rồi, tắt lại đi. Anh bật lại. Lại đéo có. Câu chuyện là như thế. Thải bịa chuyện mọi người ạ. Đéo phải bịa là cứ. Sau khi nghe chuyện ma của em Quân xong thì bọn tôi quyết định là tách đoàn ra. Camlot thì đang hỏi các bạn nhân viên xem là chỗ nào bán sim. Thì bây giờ 4 người bọn tôi sẽ đi mua sim cho Camlot, sau đó là đi ăn trưa nhá mọi người. Ngày hôm nay mát mẻ nhờ, mát hơn hôm qua. Mát hơn. Đến China Mobile để mua sim cho Camlot. Hiện tại bọn tôi đang ngồi để ngắm xem là tí nữa sẽ vào ăn quán nào. Quán có mấy em xinh xinh nhá. Bọn tôi pick được cái nhà hàng mì với cả cơm các thứ. Khá là rẻ. Rẻ so với những gì mà bọn tôi đã ăn gần đây. Nó khá bình dân đấy. Đúng rồi, bình thường là bọn tôi ăn mấy trăm tệ. Tú là vừa ăn hết bao tệ? 30 tệ. Tôi thì làm suất 23 tệ. Còn đâu hai bác này vẫn làm suất trăm tệ nhá mọi người. Mùi ở trong này không quá cay nhỉ? Đáng nhẽ bình thường chỉ ăn này thôi chứ người ta cũng không ăn quá cay đâu. Chả hiểu sao bọn nó rác cho bọn tôi đến những cái quán mà siêu cay Việt Nam, siêu cay Trung Quốc. Bọn nó đây là thằng Dương. Bọn nó là thằng Dương và thằng Hoàng. Làm phát đĩa cơm trứng. Nghèo quá. Đồ ăn ở Trung Quốc mà ăn nhiều rồi. Đều nhiều như này luôn. Cho nên là suy ra là giá của nó không đắt đâu. Tại vì bát nó to lắm. Thôi tôi ăn đây. Đói quá. Sau đó thì Hoàng đặt xe cho bọn tôi đến một nơi. Khung cảnh rất giống một ngôi chùa nhưng nó lại là trung tâm thương mại. Và như anh em có thể thấy là nó toát lên được một cái vai rất là Trung Hoa. Và bây giờ bọn tôi sẽ đi ăn thử đậu phụ thối. Trông không thối lắm mọi người. Một cái hộp này là 60.000 anh em nhá. Vào đây đi, ăn đậu phụ thối rồi các bác. Và đây sẽ là cảm nhận của những thành viên trong Hyper Squad khi mà ăn đậu phụ thối. Mùi nó hơi chua chua nhá. Thối đéo phải chua mất rồi. Thối mày. Cho hết mồm đi nào. Cho hết mồm anh em. Thành đông. Không thối lắm nhỉ. Oh my god bro. Oh, hell no man. Nó hăng. Nó hăng đấy. Và nó thối. Nó có thối. Nó còn nước cái miếng đen gì ấy kìa. Anh kiếm đéo đi ăn. Chưa bao giờ bác uất món anh nhiều ớt hơn. Nên nhiều ớt hơn. Thối. Thối bác ớt. Nhìn là biết thối. Đang nóng. Có ngon không? Có một tí vị ngon không? Hơi chua. Ngon, ăn đi. Chua. Đấy là chua. Chua ngon lắm à? Thật ngon lắm không đây? Đừng có hít vào em Hơi hăng. Đậu phụ thối. Không phải hăng là ớt mà hăng là mùi chua của đậu phụ. Nóng vậy đấy. Nước nó chảy ra nóng ấy.
răng thế? Nhằn thế con. Nhằn thế. Ngóng. Thằng Trung này là xem ngon mà xem. Cả chuyến này nó cứ nói thế. Nó cứ như gạo đậu, thiu thiu ấy. Cứ như cứt mèo. Đáng nhẽ nên cho cay hơn tí tại gần như không có vị. Anh chưa ngửi mày ăn hẳn đấy em. Nhớ ấy. Ngửi phát nào, dít phát là hơi nào. Chất đấy, chất này chất. Không sợ đóng rồi con. Chào ăn xong đéo review luôn mà. Review đi. Nói gì nào. Cảm nhận như nào. Nó không cảm nhận trong một bí ẩn, ăn đi. Đây này. Ăn vào nó chua, chết chết. Đấy sau nó sẽ dùng cái bất ướn vào. Không vào tận đấy, khó tin vào. 17 kết thúc thử thách rồi. Nó có chua. Cái này bao. Nó có chua chua. Nó có chua. Và lúc đậm vào nó có hơi hơi hồi tối. Không thấy vị ngon lắm mà cũng được. Không quá tệ như mình nói. Ăn đi, không ăn thì chịu rồi. Không, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Thôi tôi phải nói thật luôn là như con xong ở đồ này, mấy đồ hàng này khá là hay. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ không mua gì ở đây cả. Ui, có cả miếng ngọc bội này con. Miếng ngọc bội như phim Trung Hoa. Này đó, bạn lấy xong rồi bạn bẻ ra một nửa cho người yêu đấy. Nếu mà thất lạc thì đúng rồi, sau này tìm lại. Mặc dù nhìn mặt rất giống ngày xưa nhá, nhưng mà bắt buộc phải có miếng ngọc bội thì bác mới cho động động mọi người. Sau khi đi vòng quanh xem một lúc thì tôi nhận ra là tôi với cả Dũng là đã thất lạc mọi người. Nên là bây giờ phải đi vòng quanh để tìm. Ở đây có một điều rất là lạ đấy là ăn xin còn có cả Alipay. Nó cập nhật công nghệ. Cập nhật công nghệ phết đây này. Ở ngoài chắc xin được nhiều. Sau khi tìm thấy nhóm của Camlot thì mấy anh em vào mua đồ chơi ở trong cửa hàng đồ chơi. Còn tôi thì hơi đói thế nên là mua đồ ăn. Ở đây nó mình chỉ mua mang đi thôi, mình không được ngồi ở đấy. Cho nên là tôi cũng không biết là ngồi ở đâu. Tại vì mấy anh em thì vẫn đang ở trong cái cửa hàng đồ chơi. Cái bánh này ở bên ngoài sẽ là trứng và ở bên trong sẽ hơi hơi có thịt. Hơi đắt, đồ ăn ở đây hơi đắt. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải tắt máy quay đi để ăn đã. Cầm nhiều đồ quá. Mà mình không có chỗ ngồi ấy, cho nên là mình không để đồ được xuống ấy. Mình cứ phải xách đi mãi thôi. Cuối cùng thì bọn tôi đã tìm được tổng tất cả những người đi lạc trong ngày hôm nay. Em đến đúng là số lần đấy đấy. Xin chào nhá. Đến từ vùng Lý Thái Tổ đây. Như nhà ở đây ra đón mấy bạn Việt Nam đến chơi. Đấy, nhà đằng kia. Sau khi qua nhà thằng Hoàng tham quan thì bọn tôi lại được nó đặt xe đến một cái nơi có thể nói là giàu nhất Thượng Hải. Hiện tại thì xe của bọn tôi đã đến đây, nhưng kiểu đoàn đông quá cho nên là thuê hai xe luôn luôn là như vậy. Nên là bọn tôi đang đợi xe của Hoàng đến và anh em sẽ bắt đầu di chuyển bằng đường bộ đến các khu khác. Và đến khi tất cả đến nơi thì anh Duy lại đòi đi ỉa. Ỉa, ỉa, quay ỉa. Anh chịu em rồi. Cứt ỉa. Anh đòi ỉa suốt đi anh. Đâu anh có đòi đâu. Đây là content nha mọi người. Bọn nó bịa đặt ra tôi. Hãy là phải, các bạn phải tin tôi về điều này. Danh kinh ỉa trong nhóm bọn tôi là top 1 là Camlot. Ỉa 70 lần. Ỉa 70 lần trong chuyến đi. Duy Lê ỉa 30 lần. Ỉa 30 lần thôi anh. Được một nửa. Dung Trịch ỉa 10 lần. Tôi nói thật với các bạn top 1 là vô địch. Vô địch. Top 1 vô địch thiệt. Ỉa 70 lần một ngày. Nhưng mà bác ỉa là nó rất mượt chứ nó không bị tắc cống như Duy Lê. Bác không hề ỉa tắc cống. Phải tin bác. Phải tin bác. Cho quả này lên 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 lên. Bác giải thích cho cái ỉa ỉa này lên video là đéo bao giờ có job đâu. Đéo phải không, yên tâm. Anh sẽ có giấy vệ sinh, bồn cầu, toilet, skibidi, deep deep. Anh sẽ được book, yên tâm. Anh nên nhớ là video nhiều view, rất nhiều view của anh là liên quan đến ỉa, cứt bồn cầu, sát nhân cứt, cứt. Hôm nay mình đưa em robot ngọt nước đi xuống trời. Rồi biết rồi, lắm mồm thế. Ok. Rồi đi ra trước đi. Bây giờ tôi sẽ đi ăn nhá mọi người ơi. Ơ sao đấy, Tú sao đợi ở đây? Bác vừa đi gọi taxi. Tệ nhất cuộc đời, à không, tệ nhất trong chuyến đi Trung Quốc. Tệ nhất trong chuyến đi, như nào? Lắc. Nó lắc vai cả biểu. Con nhá, con chỉ cần rẽ sang trái là người con. Xong lại đi thẳng, là người con lại vặn sang này. À nghe nó đi ẩu đúng không? Nó đi nhanh lắm trong tập. Đấy nhá, nó phóng vào người con. Thực sự người con. Xong rồi bên dưới nó lại. Mệt quá. Thôi đi sang ăn cùng mọi người đi. Sắp nôn rồi. Sắp nôn rồi.
Ơ, tao nhận ra là hơi nóng. Mẹ bọn này, giảm xuống cho bác. Tôi vừa mới đi ăn về. Bữa ăn rất là ít người bởi vì là đi lên thì Hoàng đang ngủ nhá. Camlot thì vừa ăn quả há cảo xong rồi giờ cũng nằm đắp chăn rồi. Hiện tại bọn tôi phải check out phòng. Tao cửa trần vẫn quay. Tao quay mày đâu. Và bây giờ đã là gần 12 giờ. À đâu, hơn 12 giờ rồi. Và thế là bọn tôi tiếp tục đạp xe để đi tìm quán ăn. Bây giờ bọn tôi sẽ làm thử thách. Đấy là cho anh Duy Lê đi lên đằng trước. Và anh ấy chỉ quán nào là tất cả vào ăn luôn cho nhanh. Tôi phải chọn. Đây à, cửa hàng đây anh. Bọn này khá hài. Đấy là đi ăn sau đéo thanh toán được. Hoảng lắm mọi người ơi. Mật nữa ơi. Không thằng nào thanh toán được. Ơ à, đấm đi thì em có vlog bị ăn đấm ở Thượng Hải. Khá hay đấy chứ. Thôi nói chung là hôm đấy cũng khá là hoảng. Bởi vì là bình thường bọn tôi đều phải có visa và add vào cái ví Alipay. Nhưng mà nhà hàng này thì không cho thanh toán bằng visa qua Alipay. Cảm ơn con mẹ. Trải nghiệm anh đéo được. Sắp lên đồn kiểm soát rồi nha. Giàu có thì làm gì, tiền đâu hết rồi. Thế nên là bọn tôi phải nhờ anh Châu, chính là một anh mà anh ý đã từng ở đây và nạp được tiền trong Alipay để thanh toán nội địa ấy. Thế nên là cũng may, cảm ơn anh Châu nhá. Tí bị ăn đấm. Khủng chuyển à. Ngay tiền tao ở đó, chuyển anh Châu à. Mẹ bọn. Bao nhiêu anh ơi? Bao nhiêu? Kinh quá, cứt. Anh vừa cứu mình đúng là một mạng. Không biết anh ý là ai nhưng mà cảm ơn anh. Phải cảm ơn anh Châu. Cảm ơn anh Châu. À, chính là cái anh mà anh bảo nhìn trông quá người xấu trong cái vlog của em ấy. Anh vừa cứu anh mạng. Cứu tao mạng. Sau khi vượt qua kiếp nạn phải nói là khá ghê, thì Hoàng nó lại rủ tôi xuống một cái trung tâm thương mại ngay ở dưới lòng đường. Uầy, ở dưới này nhiều các bạn trẻ lắm. Các bạn cố ngắm hộ tôi nhá. Tôi phải gọi cho Hoàng phát. Alo. Ơ Camlot à, gọi nhầm cho Camlot rồi. Bọn tôi có mini game để tăng cái mức tiền của mình lên rồi. Ơi, bọn này tắt máy rồi. Để tôi giải thích, đấy là nhóm bọn tôi là nhóm nghèo. Nhóm nghèo là nhóm mà thằng Hoàng nó lập ra để nó tài trợ cho bọn tôi tiền đi. Hiện tại quỹ nhóm đang rất là ít tiền. Nó cho bọn tôi một cái mini game, một cái thử thách để bọn tôi nâng cái tiền đấy lên. À, bây giờ là một mini game dành cho Trung để cơ hội kiếm về và tăng quỹ lên cho nhóm Trung Tú, nhóm nghèo. Thì bây giờ mini game là như thế này. Chúng ta có hai cốc cà phê ở đây. Vị như chó giả. Để bác giải thích câu đấy che cho bác, nhưng mà đúng là vị như chó. Và Trung sẽ có cho mình là 5 phút để uống hai cốc này. Ê, đoạn này nói lằng nhằng quá. Nói chung là đây, uống. Ăn bò đi tối. Tôi sẽ uống một phát hết luôn. Nồi máu cơ tim. Nếu con ta... này với tốc độ như thế là con chết luôn. Cho bác nghỉ 15 tệ đầu tiên. Nhưng mà Trung hãy nhớ nhá, đây là quỹ Trung Tú. Tất cả công sức này của Trung Tú hoàn toàn thể tiêu hết. 4 phút 44 giây cho hai cốc cà phê như chó. Thử thách tiếp theo đây. Thử thách này có cái giá của nó là 150 tệ. Ủa, nhiều 150 đấy. Tệ là gấp là 600 nghìn. Gần gấp 4 lúc nãy. Thử thách rất đơn giản. Uống 8 cốc cà phê. Thử thách số 2 này là tôi với cả Tú phải tìm cho nó một cái hộp mì giống hệt nó gửi trong hình trong vòng 1 tiếng và phải mang được về khách sạn mà bọn tôi đang ở. Hãy nhớ phải đem được về khách sạn. À, nếu quá 1 tiếng mà vẫn chưa đem được về khách sạn thì các con sẽ là thất bại. Rồi, bắt đầu. Cuộc chơi bắt đầu rồi nha. Tú nó bảo nó biết mì đấy ở đâu nhưng mà không biết chắc là không chắc là mất mạng. Đúng không? Bác nhìn qua rồi, không phải rồi. Không giống rồi. Tôi đã định lên mạng để tìm xem nơi nào có bán hộp mì này. Và bọn tôi sẽ đến nơi đó. Nhưng mà nó rất là éo le bởi vì là ngoài trời lại đang mưa. Thử thách là sẽ gặp khó khăn một tí. Nếu mà bắt taxi đi thì sẽ mất rất nhiều tiền. Nên là phạm vi tìm kiếm của bọn tôi đã bị giới hạn lại. Chắc là chỉ đi loanh quanh đây. Nhưng mà hơi sợ tại vì toàn trung tâm thương mại, sợ họ không có cái mì đấy. Thôi rồi, đi thử đi, đằng nào mưa không ra ngoài được. Ở trung tâm thương mại số 2, bọn tôi tìm được một chỗ bán rất là nhiều mì. Ui, nhiều mì lắm, hình như là có đấy. Cứ ngỡ là tìm được cái loại mì này rồi, nhưng mà lại không. Đéo phải. Tới trung tâm thương mại tiếp theo, bọn tôi đã tìm được một cửa hàng tiện lợi. Nó giống như kiểu là phiên bản update của Circle K ở Việt Nam ấy. Và bọn tôi vô tình tìm được luôn cả ga tàu. Đây sẽ là một nơi tôi sẽ đánh dấu lại nếu mà muốn đi đâu đấy. Nhưng mà đây là line 10, hình như mình phải đi đúng line thì mới đến được nơi mình cần đến. Nhưng hiện tại thì phải vào đây để tìm xem là có món mình muốn mua không đã. Chính là đây. Chính là cái ông này.
không biết là có đúng cái loại này không. Tôi đã tìm được đúng cái loại mì mà Hoàng nó yêu cầu, nhưng mà Hoàng hình như là nó đưa cho bọn tôi cái bao bì cũ thì phải, còn đây là bao bì mới, nên là bọn tôi đã hỏi Hoàng xem là nó có chấp nhận cái điều này không, thì nó rất là ok thôi. Bây giờ chỉ cần mang gói mì này về khách sạn đúng giờ là xong, và thời gian dành cho bọn tôi về là khoảng 30 phút. Mặc dù trời mưa hơi mau, nhưng mà bởi vì khách sạn gần đây nên là bọn tôi quyết định đạp xe cho nó tiết kiệm chi phí. Nhanh lên em ơi, cho anh hoàn thành cái nhiệm vụ một cách nhanh chóng nào em. Và trong lúc em Quân FBZ dẫn bọn tôi lên phòng Hoàng, thì tôi đã biết một bí mật, đấy là nó đã ở lại khách sạn này tiếp. Bởi vì máy bay nó delay một ngày. Và nhìn căn phòng của nó đẹp lắm anh em ạ. Bọn tôi dành tặng lại bạn cái hột mì. Họ đã hoàn thành thử thách, bây giờ đang là 16:50. Hãy cộng vào tài khoản cho nhỏ Quỹ Trung và Tú 150 tệ nào. Yes, 150 tệ. Được đây. 500.000. Được đấy. Bọn này ở cùng nhau view đẹp quá. Thôi, bác cũng xuống để hoàn thành thủ tục để lấy phòng đây. Đáng ra là theo lịch trình Hoàng nó sẽ phải đưa bọn tôi đến Hàng Châu rồi thì Tô Châu, nhưng mà bởi vì có việc đột xuất như tôi nói rồi đấy thì nó phải bay về. Và bọn tôi cũng đã đăng xuất khách sạn này từ trưa nay, nhưng mà hôm qua tôi đã nhanh chóng thuê lại một căn ở chính cái khu này để sinh tồn nốt những ngày còn lại. Ui các bạn nhìn là mây đen kéo đến ùn ùn rồi. Thượng Hải sắp bão rồi, tôi sợ mấy ngày tiếp theo là sẽ không đi đâu được, khá là bão. Nên là tôi đã tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại để lên phố Nam Kinh chụp cho mình những cái bức ảnh trông rất là nghệ thuật. Mưa gió rồi, tôi vừa mua cái ô mất 35.000, gãy luôn rồi. Bán ô kiểu này thì chịu à. Và đi ăn ở một cái cửa hàng cũng rất là dân dã thôi. Sau khi ăn xong thì bọn tôi về nhà và đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau. Bây giờ bọn tôi sẽ đi ăn. Đang bão cho nên là chắc chỉ ăn được ở quán gần nhà thôi. Mấy anh em kia ăn cua mà bọn tôi nghèo quá cho nên bọn tôi gọi đậu ngâm trứng bác Thảo. Trông hơi kinh nhưng không biết ăn có ngon không. Nãy xem thì xem cái đĩa này trông nhỏ lắm, nhưng mà bây giờ họ cứ to to. Tao biết là Trung Quốc cái gì nó sẽ to hơn rồi, nhưng mà có một thứ mà Việt Nam to hơn đấy. Anh em mình đúng kiểu bây giờ đang quay trở lại D&D ngày xưa ấy. D&D mọi người ăn thử và review. Ăn thử thạch ấy. Trông rất là cứt đái nhưng mà tôi nghĩ là ăn chắc cũng được. Ngon chứ? Ngon mà. Hoặc là cái này không phải là cái trứng bát thảo đấy. Cái này là kiểu làm theo cái dạng kiểu vậy thôi chứ nó không phải là ngâm trong nước đái. Tao nghĩ thế. Hay là chúng ta đừng nói từ ấy nữa được. Tại vì tao thấy mọi người ăn trứng bát thảo kinh lắm, mọi người cho vào mồm xong mọi người nôn luôn mà. Nhưng mà cái này lại là một vị khá ngon. Tôi nói thật là sang Trung Quốc bọn tôi đều được ăn được nói được gói mang về. Được ăn là chắc chắn rồi nhá. Được nói là chửi bậy liên tục, nói rất to nhưng mà không ai biết. Được gói cả mang về này, tại vì đồ ăn ở đấy đều rất là nhiều và lần nào bọn tôi gọi cũng bị thừa ra. Nhờ đi cùng với mấy bọn kia thì nó lãng phí lắm. Nó sẽ kiểu ấy ăn mà cũng mang về các thứ này, nó sẽ bỏ các thứ. Nhưng mà bọn tôi ăn tiết kiệm cho nên là bọn tôi sẽ mang về tối hoặc là đêm thì sẽ ăn, nghỉ ngơi tí xong rồi đi chơi tiếp. Hiện tại bọn tôi đang ở chỗ gọi là chỗ chợ bán quần áo, giá khá rẻ. Em nên nhớ nó có 3 khu chợ nhảy đây này, nhìn xung quanh mà xem 3 khu chợ nhảy thì mình cứ đi từng khu thôi. Ok, đi đâu đấy? Rõ ràng là cái chợ nghèo nó ở trên cơ mà. Thế quái nào anh em lại bị một bà dắt xuống cái khu chợ. Nói thật là rất là dành cho người giàu. Quá là nhiều đồ hiệu ở đây mọi người ơi. Sau khi tôi ngắt máy quay bởi vì trong đấy không quay được, thì trời đã tối. Mọi người chọn đồ. 4 con gà bị thịt. Đây này. Tôi nghèo thì tôi không bị thịt, nhưng mà 4 anh em này là mua hết đồ rồi. Giờ thì tôi sẽ cố để đi quay lại cái chỗ chợ mà nó rẻ rẻ để mua. Nhưng mà hình như là đang bão cho nên là đóng cửa sớm quá. Thế nên là mình không mua được cái gì rồi. Buồn quá. Không có quần áo để mặc rồi. Đừng đi chợ nghèo. Ngày mai. Nghèo đâu? Ngày mai quay trở lại. Chợ nghèo của gì mua cái này? Chợ nghèo đây. Chợ nghèo trên này này, nhưng mà đóng hết cửa rồi. Sau khi xả một đống tiền ở khu chợ đấy thì anh em có đi ăn hamburger. Bởi vì nói thật là bọn tôi chán cái đồ Trung Quốc này lắm rồi luôn. Bây giờ bọn tôi quyết định đi tàu điện ngầm. Lần đầu tiên đi tàu nha mọi người. Khá là háo hức, không biết là cách hoạt động như nào luôn. Không hề có ai hướng dẫn nhé. Không hề có ai hướng dẫn. Rất kinh. Tôi mua vé mặc dù tôi đã có app ở trên điện thoại, nhưng mà tại vì có người tải app có người không, cho nên là tôi bắt buộc phải mua vé cho tất cả mọi người. Ở dưới này thì nó có 2 chiều. Đấy là một chiều là đi, một chiều là về. Thì sau khi đặt vé xong rồi tôi không nhớ là bọn tôi đặt đi đâu, nên là lại phải tìm bản đồ để xem là cái chỗ mình đến là nơi nào. Phải cho bác xem cái map lúc nãy thì bác mới biết là đi đâu. Nhưng mà đây, cho các bạn xem cái bản đồ cho hốt hoảng nhá. Lại 10 là màu này đúng không? Số 10 tìm nhanh cho bác, số 10 đi đây, số 10 đây. Ở Gu Chao Giang đâu? Gu Chao Giang đâu?
Giang thì lanh ôi quanh, thôi lanh quanh ở đây hình như đây 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 Gu Chao Giang đây đây mình sẽ đến Gu Con Rốt. Một cái điểm nhẹ thế chắc chưa đến một cây đâu, mình đi để trải nghiệm thôi chứ mình không bị lạc quá xa đâu. Kéo vẫn đạp xe về được, vẫn đạp xe về được mà, đi hài hài tí thôi để mai còn biết đường mình đi cổ trấn ngày kia. Bọn tôi đã đi cái chuyến tàu đó và ra đến cái đoạn này. Một là xem đường rồi anh em đạp xe về, hai là nếu mà xa quá thì bắt taxi thôi. Nói chung là đi tàu cũng khá hay, ngày mai anh em đi cổ trấn nhá. Nhanh đấy, tàu nhanh. Đi tàu nhanh ấy. Đồng ý. Ngày mai anh em đi cổ trấn. Nhưng mà sáng mai là anh em phải đi mua đồ đã. Rồi tầm trưa về mấy anh em này dậy đi cổ trấn là đẹp. Bọn tôi tiếp tục đạp xe về nhà mọi người. Hôm nay bọn tôi lại chào đón ngày mới và vừa mở mắt ra đã phải đi cái chỗ mà hôm nọ mình bảo đấy. Còn tôi đi được quả taxi của anh ra này, anh ấy trang bị nhiều đồ chơi quá. Anh này fan One Piece, tôi cũng fan One Piece. Xe này tôi đánh giá là một xe ngầu nhất từ trước đến nay. Đi lên cái con phố quần áo đấy thì tôi cũng mải chọn quần áo nên là cũng không quay được cho các bạn. Nói chung là nó cũng chẳng có gì đâu. Đây này, Dũng mua được một cái áo này và một cái gì nữa đây. Đây nữa à? Đây nữa. À áo này đôi được đấy. Đây nữa. Còn tôi thì mua cái áo này. Áo này chắc chắn ai cũng sẽ chê xấu, cả người yêu tôi cũng sẽ chê xấu. Nhưng mà kiểu nó màu sắc ấy, tôi nghĩ là sẽ mặc 1 đến 2 lần trong đời để chụp ảnh mới gì đấy, hoặc là sau này mình có bộ nào đó hợp thì mới mặc thôi. Và đây là một cái áo trắng nữa, thì áo này có thể mặc thường ngày được. Áo trắng này chất vải khá là tốt, khá đẹp. Và đây là cái đồ mà hôm qua bọn tôi mang về. Bây giờ phải để vào trong nước nóng để nó ấm lại, để còn ăn. Sau khi ăn xong thì bọn tôi đi cổ trấn. Tất nhiên là không phải bằng cái xe đạp này rồi. Nghĩ gì vậy? Cổ trấn này là Chu Gia Kiều, cách chỗ bọn tôi 50 cây. Và nếu đi bằng tàu điện thì sẽ mất đến tận gần 2 tiếng. Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ là tại sao đi 50 cây mà lại mất nhiều thời gian như vậy đúng không? Là bởi vì cái tàu điện này là dừng rất là nhiều chỗ, giống kiểu xe buýt ấy. Bọn tôi phải dừng đến tận gần 40 điểm dừng nên là cũng hơi mệt. Đến cái nơi này thì hoàn toàn không có một cái xe đạp nào, nên là anh em đã lựa chọn là cuốc bộ để vừa đi vừa chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp ở nơi đây. Tôi kiếm được quả rượu này, anh em thấy ổn không? Ổn áp à? Mua thêm cái chén nữa xong mình lên cụm nhau trên thuyền là đẹp. Được ấy chứ. Anh nghĩ là mình đến đây mình quay ITB Gen Z là mình phải làm quả này này. Mọi người, đáng nhẽ chỗ này là chỗ để bọn tôi, chắc là bọn tôi sẽ đi thuyền các thứ, nhưng mà nhìn cái dòng sông này trông bẩn lắm. Trông họ quảng cáo là thuyền thiếc các thứ lắm nhưng mà có vẻ là không. Bọn tôi phải cố lên quả thuyền đấy đi. Nhưng mà giá nó phải rẻ hợp lý thôi thì sẽ đi. Cổ trấn này thì cũng bình thường. Đi ngắm cảnh rồi mua đồ là chủ yếu thôi. Cũng không thấy cổ lắm nhỉ. Địa điểm này là địa điểm mà các mỹ nhân hình thành mọi người ơi. Thuê quần áo và trang điểm mỹ nhân nhá. Mà... Ui. Vẽ thực sự là vẽ thủ công luôn ạ. Vẽ mà, chỉ có vẽ mà. Ê, nhìn theo của đây à? Ồ. Ui, vẽ đẹp nhỉ. À, tức là người ta vừa chứng minh được là họ vẽ. Đúng rồi, họ vẽ, là họ vẽ. Anh em vào ngâm chân cá mọi người ơi. Cá rỉa mọi người ơi, trải nghiệm cá rỉa ở Trung Hoa. Mẹ cái này trông như con cá rô phi đấy. Chính là cá rô phi rỉa chân. Ồ, phê quá. Phê quá. Như cắn một điểm gầu. Điểm gầu ấy. Nó cắn là điểm gầu của Nhất Duy phê sướng. Sau khi trải nghiệm cá rỉa chân trong cái bể mà toàn cứt thì bọn tôi ra ven bờ sông để làm bữa. Nhưng mà tôi phải nói thật là đồ ăn ở đây rất là đắt và nó còn không ngon nữa. Gà luộc chấm xì dầu, đéo có lá chanh. Sao gà luộc ăn với chả uống? Sao gà luộc người ta lại chấm xì dầu nhỉ? Bọn này phải... Bọn này chả biết ăn rồi, sang ngay Việt Nam đi. Bọn này phải sang học các cụ tao dạy một khóa ẩm thực. Đậu chấm ớt chưng này, món ăn kiểu chó gì lại là rết với cả bọ cạp xác ve. Kinh lắm mọi người, kinh lắm. Sau đó bọn tôi lại mất khoảng hơn một tiếng để đi tàu về. Về tới trung tâm thương mại là lúc đấy cũng đã 11 giờ rồi. Đang dừng chân để ăn kem. Nói chung là đoạn này là đoạn gần về tới nhà rồi. Đi tàu rất là mệt mỏi. Ngày mai tôi với cả 17 lại phải quay lại đấy để quay ITB Gen Z. Tôi đang nằm ngủ sắp sửa ngủ rồi. Thì mấy anh em này vào. Ăn uống
Đi ăn đi mấy ngày. Hôm nay là ngày thứ 6, gần ngày cuối cùng mà tôi ở Thượng Hải, đang trên đường đến cổ trấn Chu Gia Giáp. Các bạn nhìn thấy trời xanh xanh này thôi nhưng mà thực sự rất nắng. Và 17 bà là nhắm được một quán cà phê rất là chill. Bọn tôi nhìn thấy bóng dáng của những chiếc thuyền ngoài xa. Và thế là bọn tôi quay podcast. Rất vui bởi vì nó suôn sẻ và mọi thứ ok. Anh em nhớ đón chờ số podcast này tại video tiếp theo nhé. Hiện tại bọn tôi đã quay xong ITB Gen Z rồi. Và tôi với 17 đi dạo quanh cái chỗ này lần cuối. Đây là lần đầu tiên NTT ăn kẹo hồ lô. Lớp bên ngoài vỏ bên ngoài là đường. Ngon này. Ngon. Ngon đúng không? Ban đầu em hình dung kẹo hồ lô nó sẽ như nào? Nó là một quả gì đấy, nó cắn vào. Ờ, không phải là dâu. Như này. Tức là hình như tất cả kẹo hồ lô đều sẽ là một cái quả gì đấy. Đúng rồi, đều là quả gì đấy không có đường. Đấy, của anh thì nó có nhiều quả hơn thôi. Của anh Trung là rất nhiều loại nhé. Rất nhiều loại. Cái mặc định của nó ấy là cái 15 tệ đấy. Nó là quả sơn trái gì ấy. Nó nhạt tuyệt. Cái này ở Việt Nam cũng bán. Giá nó cũng gần như này thôi. Sau đó bọn tôi đi 50 cây số để về trung tâm Thượng Hải và đến tòa tháp Thượng Hải, cái nơi mà có ba cái tòa nhà trụm vào nhau như này này. Rất nhiều bạn trẻ đến đây để đu chen nhá. Các bạn đi Thượng Hải mà không đến đây nhá là về kể không ai tin đâu. Thời tiết thì hiện tại đang rất là mây, trăng ở đây không quá to đâu, nhìn bé lắm so với những gì ở trên TikTok thì nhìn rất là bé. Tôi nghĩ là họ sẽ ghép vào. Nhưng nói chung là đến đây thì nhìn cũng đẹp, đẹp lắm. Cũng gọi là một lần chiêm ngưỡng. Mấy anh em kia đã đến đây rồi. Đáng nhẽ bọn tôi định sang bên khu chùa kia nhưng mà mấy anh em bảo là nó đóng cửa rồi. Đây này, mấy anh em đang đi bộ sang này. Thấy mua khá là nhiều đồ ấy chứ. Này mọi người đi phải 15 cây bộ rồi. 15 cây bộ à? Ừ. Nhiều thế. Cái đéo gì đây? Này chịu rồi. À, mua nhiều đồ chứ. Anh Duy mua 2,5 triệu. Tú mua hết bao tỷ? Tú được bao. Tú được bao à? Bao tỷ? 7 tỷ. League of Legends. League of Legends. Weibo. Ui mẹ tí rồi. Weibo. Mọi người hôm nay mua random đồ chơi đúng không? Tôi nghèo quá. Tôi mua cái game này cũng có random nhưng mà là random thẻ bài. Tôi cũng khá là thích One Piece. Tôi nhận được que kem hình Nami mọi người. Ăn như que kem 5.000 ở Việt Nam. Nhà tôi mua với giá 40.000 nhá mọi người. Nãy tôi tâm sự các thứ đề bài nêu cảm nhận của em về Thượng Hải. Sau chuyến đi này tôi ngồi tôi làm một bài văn rất là dài. Dũng cũng gọi là nêu cảm nghĩ. Xong cuối cùng nhận ra là chưa quay. Bọn tôi đang đặt pizza ở một quán pizza địa phương. Hiện tại bọn tôi đã có pizza để ra rồi. Tôi phải nói thật là đắt hơn Việt Nam. Nhưng mà ngon không thì không biết, để ăn mới biết được. Còn đây là cam lót. Đường xuất hiện, đói quá. Đáng lẽ là sau khi ăn xong bọn tôi sẽ phải ra sân bay để làm thủ tục. Nhưng mà bởi vì máy bay delay 2 tiếng nên là bọn tôi lại được ở đây thêm 2 tiếng nữa. Và bọn nó lại đốt tiền vào mấy cái gacha mọi người ơi. Anh em đến đây là rất lỗ rồi nhá. Lỗ lắm rồi, một trong số những cái thứ đắt tiền nhất chuyến đi này. Sức mạnh của gacha. Ôi giời ơi. Yasuo. Anh Duy tiếc chưa? Còn tôi thì tranh thủ mua mấy cái đồ cho người yêu. Trông mấy con gấu bông này xinh phết. Đáng nhẽ là bây giờ là đang làm thủ tục để đi lên máy bay rồi. Nhưng mà không, máy bay delay con mẹ đến 9 giờ sáng mới được về. Bão Philippines à? Không trách được, an toàn là trên hết bạn ạ. An toàn là trên hết mọi người ơi. Và bọn tôi sẽ quyết định thử thách sống 24 giờ tại sân bay. Ngay tại cái thời điểm này, content nó tự tìm đến. Tối nay tôi sẽ ngủ ở hàng chờ máy bay cho biết thế nào cảm giác người vô gia cư. Được, bọn tôi được di chuyển theo một đoàn người gồm 40 người với 40 quốc gia khác nhau. Ôi mẹ nghe như Mr. Beast con ơi. Và bây giờ đang phải di chuyển theo một người để người ta phân chia. Bạn sẽ nghĩ tôi được ở khách sạn $1 hay là ở khách sạn $1,000? Nếu mà muốn bọn tôi thắng cái chuyến thử thách này thì anh em hãy like và đăng ký kênh. Nhóm bọn tôi đang tách biệt ra khỏi đoàn người bởi vì trông họ bọng trộm lắm mọi người ơi. Đây này, đây này, trông các anh ý như này. Tôi phải nói thật, đây là trải nghiệm gọi là có thể là duy nhất trong đời. Quả này người ta bán phát sang bên biên giới là cút. Dừng tí, thấy lịm lịm đi. Em nghĩ là kiểu ở đây là có một quan chức cấp cao nào đấy, họ cần thủ tiêu ấy. Cả đoàn mình là sẽ bị chết cùng thôi, số phận rồi anh ạ. Số phận rồi. Thực sự là họ đi rất là lâu và bọn tôi không biết là điểm dừng chỗ nào. Thật vui vì bọn tôi đã nhìn thấy những cái ánh đèn của con người. Bọn tôi không ngờ những cái chuyến hành trình nó lại
đưa bọn tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu tưởng bị giết, bị chơi Squid Game. Thất vọng vì bị delay, xong rồi vui vì được bay thẳng. Xong rồi sợ hãi khi ở trên xe. Nhiều cái vãi. Tối nay tôi vẫn sẽ đi chơi thôi. Mình đi khám phá khu này anh nhá. Đi khám phá. Được vậy, cứt anh ơi. Chuyến đi này tuyệt vời quá Hoàng ơi. Hoàng nhá, tiếc nhá. Em mù lắm. Cái này cuối chuyến đi rồi nhưng mà tôi như cảm giác như kiểu mình vừa mới đến ấy. Thực sự là rất hào hứng mẹ. Một chỗ rất là mới, chưa đến bao giờ. Như kiểu mình được đi hai chuyến du lịch trong cùng một chuyến hành trình này. Thì quá. Phê quá. Thế rồi, nhưng mà Dũng mất đôi dép để đi ăn rồi. Hốc trưởng. Tôi với Dũng đi quả dép này xuống. Trông khá hài. Ôi Việt Nam. Đồ ăn Việt Nam anh ơi. Đậu phụ à? Đâu đây là trứng, trứng cà chua. Ê ui, lâu lắm em ăn nhìn cái món đậm chất Việt thế. Ngon không? Nêu cảm nhận. Như đoàn Trung Quốc ấy. Sao trông họ Việt thế mà, trông Việt Nam đấy mà. Vẫn Trung Quốc à? Trứng là Việt Nam nhất. Trứng ăn rất ngon không? Trứng chiên cà chua. Này, mỗi thằng một bát cơm, ăn như người Việt. I love Việt Nam. Đáng ra sau khi ăn xong là bọn tôi du hí ở đây một tí. Nhưng mà ngoài trời là mưa mau và có vẻ là chuẩn bị bão, nên là bọn tôi lại đành thôi vậy. Mai thì bọn tôi phải 5:30 dậy để ra sân bay. Rồi, video ngày hôm nay là dừng nhá. Ngày cuối cùng này thì tôi nghĩ là tôi chỉ tóm tắt thôi. Tại vì là mọi thứ còn gì đâu. Mà tôi dậy sớm này, xong rồi đi ăn này. Mà ăn sáng thì cũng chính là ở cái chỗ này luôn. Cũng free luôn. Sau đó là ra sân bay. Rồi thì bay thôi. Thôi, bọn tôi đi về đây. Bye bye Thượng Hải nha. Bye bye Thượng Hải. Bye bye. Bye bye Shanghai. Bye bye. Bye bye đi anh. Bye bye Shanghai. Bye bye Shanghai. Hiện tại mình đang đứng gần nhà anh Duy. Còn tôi vừa mới bắt xe về. Về đến đây thì tôi sẽ phải bắt thêm một cái xe nữa để về tới nhà. Vậy là chuyến đi đã kết thúc rồi. Quá là mệt mỏi. Có lẽ là tôi sẽ về nhà và tắm rửa, lên giường ngủ một giấc. Sau đó tối dậy làm gì thì làm, rồi lại ngủ một giấc đến sáng mai để gọi là sức khỏe cho dồi dào, bắt đầu một cái chuỗi ngày mới. Các bạn xem vlog này thì đừng quên để lại một like cũng như comment. Bye bye. Hẹn gặp lại trong vlog sắp tới. Tiếp theo. Tôi không biết nữa. Sắp tới có thể bọn tôi sẽ đi Hồng Kông.